sếp. Vâng, em đến ngay ạ. Nói chung, trong thời gian này chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn. Chúng ta cần nên cảnh giác. Vâng, chỉ huy. Đừng ngờ, đứa nhanh như vậy. Cậu xuống xe như nào? Vâng, chỉ huy. Đây là thứ mày muốn không? Nếu mày muốn sống, hãy đưa thứ đấy cho tao. Muốn lấy cái thứ này, mày bước qua xa tao. Còn không, thì đừng nghĩ đến chuyện lời đó. Come on. Ngày nào có tao ở đây, ngày đó công lý được thực thi. Buốt nó nào đi, tình nghĩa nó sợ của nó đấy. Anh nữa. No, no, no.
Tao là cảnh sát trưởng Charlie. Bỏ đến đây nhanh vậy. Lần này thì mày không thoát khỏi tay tao đâu. Giáo sư rồi.